Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Để mà chúng ta có được một bức ảnh đẹp hay là một đoạn video hay thì cái yếu tố đầu tiên ấy, đó chính là chúng ta phải có được một cái chất lượng hình ảnh nó ổn định đã. Bởi vì là khi mà những cái đoạn video hay là ảnh nó bị rung ấy thì xem nó rất là khó chịu. Và để có thể giải quyết cho anh em cái vấn đề này thì chúng ta nên mua cho mình đó là một chiếc gimbal điện thoại. Và nếu như mà anh em đang phân vân rằng là không biết chọn chiếc gimbal nào thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái chiếc gimbal mà mình thấy rằng là nó đang có giá rẻ này, và hai nữa là hiệu năng nó rất là tốt. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Chiếc gimbal đầu tiên mà mình recommend cho anh em đó chính là chiếc gimbal DJI Osmo Mobile 4. So với chiếc gimbal Osmo 3 thì Osmo 4 gây ấn tượng hơn cả với thiết kế bao gồm có hai kiểu gắn, đó là ngàm kẹp điện thoại nam châm và tấm dán nam châm độc đáo. Cả hai hình thức này thì đều cho phép bạn gắn chiếc điện thoại của mình nhanh chóng, dễ dàng và chắc chắn ở trên thân của gimbal. Cùng với thiết kế nhỏ gọn và có thể gập lại dễ dàng thì bạn có thể cất gimbal vào trong túi sách và mang theo bất cứ đâu khi ra ngoài. Osmo 4 thì được nâng cấp với khả năng chống rung tốt hơn thế hệ trước nhờ trang bị công nghệ mạnh mẽ và có trọng lượng lên đến là 230g, cho phép phục vụ nhiều thiết bị điện thoại hơn. Tính năng Active Track 3.0 mới được nâng cấp thì giúp cho chiếc gimbal này nhận diện và theo dõi chủ thể chính xác và thông minh hơn. Đồng thời joystick cũng được sử dụng để trong quá trình kiểm soát khung hình hiệu quả. Khả năng Dolly Zoom ấn tượng giúp sáng tạo những thước phim điện ảnh vô cùng nghệ thuật. Điều khiển bằng cử chỉ được nâng cấp ở trên Osmo 4 giúp việc ghi nhớ trở nên thuận tiện hơn với độ chính xác cao hơn. Cái sản phẩm tiếp theo mà mình recommend cho anh em đó chính là chiếc Smooth X. Đây là chiếc gimbal chống rung điện thoại có thiết kế bắt mắt với đường nét khỏe khoắn với màu xám. Chất liệu chủ yếu được làm từ nhựa bền bỉ và có khả năng chống va đập chỉ với trọng lượng là 380g. Tay cầm thì vô cùng nhỏ gọn và tiện lợi và có thể mang theo bất cứ đâu. Tay cầm thì có thể kéo dài tối đa là 260mm theo nhu cầu sử dụng và thích hợp cho các trường hợp sử dụng như là selfie hay là chụp ảnh tập thể với nhau. Trục động cơ của gimbal thì có thể vừa xoay vừa gập hoặc là giữ nguyên tại nhiều vị trí để có thể cho ra những cái khung hình ấn tượng và độc đáo hơn. Smooth X thì được tích hợp nhiều chức năng trong một sản phẩm. Ngoài ra thì người dùng có thể chụp ảnh hoặc là quay video tự động mà không cần phải dùng gimbal bằng tay, hoặc là hiển thị cử chỉ chữ V trước camera. Smooth X thì có khả năng hoạt động liên tục lên tới là 5,5 giờ nhờ được trang bị pin lithium. Đồng thời thì người dùng cũng có thể vừa dùng sạc gimbal với pin dự phòng rất là thuận tiện. Chiếc gimbal thứ ba mình recommend cho anh em đó chính là chiếc DJI Osmo Mobile 3. Là gimbal điện thoại thế hệ tiền nhiệm của Osmo 4 thì Osmo 3 cũng có thiết kế với góc dáng nhỏ gọn và có thể gấp gọn linh hoạt, thích hợp cho việc phải di chuyển tới nhiều nơi. Cấu tạo tay cầm của Osmo 3 khá đơn giản, gồm các nút zoom, nút bấm màn chậm, nút quay và nút chụp. Và kèm theo đó nữa đó là nút chuyển đổi ngang dọc với hai lần nhấp. Và joystick thì được gắn ở bên trên và trigger gắn ở phía trước của gimbal. Osmo 3 thì cung cấp chế độ story giúp bạn có thể tạo nên đa dạng các cảnh quay chuyên nghiệp hơn. Ứng dụng DJI Mimo được kết nối đặc biệt thông qua Bluetooth với nhiều tính năng đặc biệt và thúc đẩy sự sáng tạo của bạn. Tính năng Active Track 3.0 thì cho phép chiếc gimbal này theo dõi vật thể chính xác hơn và giúp máy ảnh có thể bắt được mọi khoảnh khắc. DJI Osmo 3 thì cũng được trang bị khả năng quay là Dolly Zoom và giúp cho máy ảnh có kích thước độc đáo hơn. Dung lượng pin ấn tượng lên tới 15 tiếng, lớn hơn thời lượng pin của điện thoại rất là nhiều, và Osmo 3 của DJI thì cũng sở hữu khả năng điều khiển bằng cử chỉ. Và chiếc gimbal cuối cùng mình recommend cho anh em ở trong top ngày hôm nay đó chính là chiếc Smooth 4. Chiếc gimbal chống rung này thì được thiết kế với một thanh trượt ở trên bảng điều khiển cùng với một nút kích hoạt trang bị ở phía sau, giúp cho người dùng có thể dễ dàng đổi giữa các chế độ của Smooth 4. Bộ điều khiển của gimbal thì được tích hợp nhiều phím chức năng khác nhau, hỗ trợ cho việc cài đặt, tùy chỉnh các chế độ ở trên điện thoại, linh hoạt hơn mà chúng ta không cần phải chạm vào màn hình của smartphone trong quá trình quay và chụp. Chiếc gimbal này thì có trọng lượng khá nhẹ, chỉ khoảng là 547g, nhưng mà cho khả năng chịu được tới là 210g và tương thích với nhiều cỡ smartphone hiện nay. Chế độ Phone Go thì cho phép chuyển cảnh trong nháy mắt, và tích hợp chế độ này thì chiếc gimbal chống rung Smooth 4 có thể bắt kịp và theo dõi mọi hoạt động của chủ thể mà không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Smooth 4 thì được mệnh danh là chuyên gia ở khả năng chụp ảnh time-lapse với kỹ thuật ghi lại nhiều khung hình và ghép chúng lại với nhau thành một đoạn time-lapse ấn tượng với thời gian tua nhanh. Và Smooth 4 thì có chức năng khóa và bắt nét đối tượng cực nhanh chóng và chính xác, giúp tạo ra những cảnh quay mượt mà hơn. Đồng thời thì tính năng này cũng hỗ trợ chụp ảnh sắc nét trong các trường hợp đối tượng đang di chuyển nhanh.
Và đó là những chiếc gimbal mà mình recommend cho anh em nên mua. Và tất cả những chiếc gimbal này thì đều đang có bán tại Tokyo Camera. Mình sẽ để link của sản phẩm ở dưới phần mô tả cho anh em nhé. Đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera. Chào anh em.